mày coi chừng mày ôi trời ơi hai cho em đi à. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Heavy Free Fire. Và mình là AS Mobile. Còn mình là Kiên 74. Còn mình là Baka. Còn mình là Siêu Linh. Và hôm nay mình sẽ có một cái thử thách cực kỳ đặc biệt. Đó chính là tạo một phòng setting cực kỳ khó. Không, setting đặc biệt chứ. Hãy tỉnh táo đi. À, tạo một phòng sẽ cài đặt một setting đặc biệt. Đó chính là chạy nhanh 400%. Emoji. Bao lộn 200%. Nhảy cao 400%. Trời đất ơi. Ủa sao máu ít vậy em? 200 anh, nó 500 bắn lâu chết lắm anh. Ủa vậy hả? Anh bay cao, chạy nhanh nữa bắn khó trúng lắm rồi đó. Nếu mà tốc độ di chuyển tăng thêm được không? Bắn rồi anh, bắn được 200 à. 20 người được rồi đấy. Vô luôn, vô luôn. Vô, 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 vô. Ui, biết ai là chạy ai nhanh à? Vậy. Ôi, ôi, nhảy cao kìa. Mọi người ơi, mình đeo ốc đi mọi người. Không, không, không. Mẹ cái ăn gian à. Đeo ốc đi mọi người. Top 1 được 100 cây bình cương này. Đấy, trước khi vào bắn thì... Ok, trước khi vào bắn thì các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký, nút like và bật nút chuông lên để mỗi lần tem Heavy Free Fire ra clip các bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Em nhảy rồi đó nha. Anh thấy em thì chết up đi để thôi. Em bắn mọi người chết á. Búa sợ mày quá. Ôi, sao làm đông quá vậy? Ôi, từ từ. Ê, làm không thu lùng đông nghĩ. Ui, ừ đúng đông thiệt mày. Mày này đâu? Mày này đâu? Tao nhảy đã tháp. Thằng nào cờ đỏ phía dưới vậy? Bên em yên bình quá. Ôi, sao anh? Thấy em rồi đó. Anh ơi, em vô súng nha. Bắn đi em, bắn đi em, bắn đi. Ôi, chạy em, em dùng lại lũ súng không được anh ơi. Bắn. Ôi. Cái này chạy nhanh là pin cao lắm. Đúng trời rồi. Trời đất ơi trời. Trời ơi, quá trời, nó chạy kìa mọi người ơi. Em được tem up với địch không? Được, em làm xong rồi lát rồi phạm luật. Em làm xong phạm luật. Em sẽ dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Để em sẽ dùng mỹ nhân kế để em lấy 100k kim cương. Anh tưởng là quỷ nhân quế kế chứ. Cái gì? Ôi, chết rồi bà con ơi. Ôi, tự nhiên cái sắp được 100k kim cương ngày ngày quá. Mày quá cầu. Mày. Bye, have a great. Xém thôi à. Giờ nét lửa đó mọi người ơi. Em di chuyển trên nhà nhanh quá, em chóng mặt quá anh ơi. Ôi, đồ chơi của tôi đây rồi. Đồ có súng rồi đó, có súng rồi đó. What's up? Thằng thanh quan này. Đồ chơi rồi em ơi. Ê, shit rồi tôi chết. Nào vậy? Ai bị kiên giết không biết nữa. Ai bị kiên giết không biết nữa. Đầu phỏng. Anh chạy phỏng. Ôi, thay không? Thầy thì đứng đầu bảng. Con người tôi vậy á. Thấy cũng thảm đó. Thầy thì đầu bảng. Thấy cũng thảm đó. Thôi mấy mẹ. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Anh nằm xuống sau một lần. Giết hai kêu rồi. Tại sao anh lại bị hả? Bị ngược. Tôi bị ngược, tôi chạy cái sông té gãy giò luôn. Ta có hiểu cái cảm giác đấy không? Sao hãy kể một câu chuyện gì đó, có khi nào anh bị té hoặc bị vấp gì không? Anh kể một câu chuyện. Xe giờ còn thua đi bộ nữa. Thôi em, hồi đó, xưa... Anh kể đi. Hồi xưa anh ngồi lên chiếc Alat. Trời ơi, tao nói thiệt. Ừ, biết Alat không? Biết chứ, trước đó hồi xưa ngon lắm rồi. Cái gì vậy, đứa nào la vậy? Hết hồn, hết gì à? À, vậy là em bắn xuống gần chết. Trời ơi, Mark ơi, em đang bị đầy dung lượng, từ từ. Đừng có giết em. Bị nhận ghê. Đừng có giết em. Anh đưa em lại. Em bắn yếu kiều rồi, nhìn kèo quá trời luôn. Nó quay lại, nó bắn mày chết rồi, mày đừng có khóc. Em không quay được khúc này đó.
Thôi tội, tội quá, bỏ đây đi rồi đó. Mày đang ngốc dữ rồi. Tội quá, nhìn tội quá, nghe mà tội quá. Tao nói rồi, lát nó quay lại nó bắn mày chết rồi, mày đừng có khóc. Sợ quá, sợ quá. Tao chạy mất tiêu rồi, kiếm tao không có được đâu. Bác ca, mày đang ở đâu bác ca? Ở đâu kệ tao, hỏi chị. À, con người. Im lặng, tao nghe tiếng chân mày. Không nghe tiếng chân. Có một bàn chân lặng lẽ. À, tôi biết sao anh Sang chết rồi, bay té đau quá mà. Yeah. Kể một câu chuyện lúc này nói đi anh. Vì tôi đã quay trở lại đây, sao? Hồi nhỏ hay là từ nhỏ tới lớn bây giờ anh có tá cái gì mà đáng nhớ hay là cái gì đáng nhớ đối với anh là cục tá. Đó. Trời, câu chuyện rồi nãy kể rồi mà. Đâu, có kể đâu. Kể rồi. Có kể hả? Anh chưa kể lúc nào luôn mà, chưa kể lúc nào hết cả. Nghe câu chuyện Alex chưa? Rồi nãy có nghe. Oh, hello there. Nghe chưa Alex chưa? Em nghe Alex rồi. Bay đầu luôn. Hello mọi người, em tới đây. Em đã quay trở lại và em đã lợi hại hơn xưa. Em bắn chân xuống. Bôi. Trời ơi, ai dọn lùi trốn vậy? Vâng, những pha giao tranh cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của đồng chí Chí. Ở Chí phải không? Trời ơi, thằng kia yếu một máu lắm rồi. May. Đâu yếu vô người. Ôi. Kiên giết chí rồi. Ở đâu vậy anh Trang? Ở đâu vậy? Không nói, từ trên ba giờ nói chung rồi, không nói. Kiên hả? Kiên đứng một nơi mà có thể nhìn vào tháp đồng hồ. À đù. Em có vẻ hơi vô lý nhưng mà rất là thuyết phục. Ôi giời ơi. 4 kiều nha. Ba đa ba bùm. Pow. Pha kéo tâm xương xương đến từ vị trí của Kiên Bay Tư. Quá đơn giản đó cho em. Năm kêu rồi nha. Từ thôi bắt ghê vậy. Trời ơi, Kiên mà liền. Chơi, bắt dạy chơi. Chơi. Ừ, vậy chơi mình. Ủa? Đi. Chơi mình đi bá, rảnh đâu mà chơi. Thằng nào, thằng địch ơi. Ôi, mày bắn quýt tơ, tao chạy. Trời đất ơi. Mày hả Kiên, tao chạy trước nghe Kiên ơi. Yến. Khoan Kiên. Ủa đó. Ủa Khoan Kiên bắt em hả? Tao đang ở một nơi rất là xa. Kiên ở ngay nhà lờ. Gì má? Ok, gì để em xúc này. Đúng rồi, Kiên. Mày ở đâu bác ca, mày ở đâu? Kiên chạy tới cột điện nhà lờ. Mày mổ đầu em nói vậy. Kiên bắt đầu chạy xuống đường nhà lờ. Phía nhầm sang nhà lờ. Xuống cột điện nhà lờ. Quá khốn nạn. Nó ngồi thông báo vị trí chết luôn. Mày coi chừng mày. Hai cho em đi. Anh kia là ác đạo. Phụ nữ chỉ là hạ cát trên sa mạc. Anh ta đặt ung. Mày đâu rồi? Mày không hớt được bao con trai. Mày đâu rồi? Nó chạy nhanh quá chạy mất tiêu anh ơi. Đó. Bắn đi nè. Mày đâu rồi? Mày. Đi chạy đâu? Đứng lại. Ủa mày cắt đồ môi bố mày ra luôn. Chạy đâu? Đứng lại. Một pha rượt đuổi đến từ vị trí của ba ca. Chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Đôi em bắt được em. Pha chạy thẳng đến từ vị trí của Kiên. Chạy đi. Chưa bao giờ em thấy anh khóc. Tôi có nghĩ là nước mắt anh không rơi đâu. Chỉ là không muốn em biết anh yếu đuối. Em đừng để tao nhé. Bây giờ trên mắt anh lại là những giọt lệ. Bạn biết cả bản đồ rồi gặp tụi bác ca đi. Chạy thế. Nhảy cho cao vô rồi lọt xuống đó delay. Có người. Ở đâu vậy anh? Trung mặt. Em thấy rồi. Yên. Anh nhìn xì bò chạy nè. Ê! Bạn ơi! Ê! 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 Ê!
don't understand what's going on here. Tân sinh lo chiến sự. Bà thấy cực kỳ nguy hiểm đến vị trí của ba ca. Cục đá, cục đá. Yolo. Anh chạy. Ôi, cái hàng em bị chơi đó. Ba ca. Cao thủ đấu với cao thủ. Cực kỳ nguy hiểm. Anh hay đấy, anh hay đấy, nhưng phải ăn cái oxy cái đó. Quên. Mày tưởng là mày có oxy mà tao không có gì á hả? Nè. Bự quá vậy. Xúc xích nè. Á, ốm chai đào mọi người ơi. Cái cục đá cục đá bự. Cái bên phải. Đó. Nope. Trời ơi. Cô bắt. Cho cô bắt đi. Trời ơi. Ôi sao mà nó chạy nhanh quá vậy? Chạy hộ. Chạy hộ. Ngon, hay, ngon. Mới chạy qua nhà gà rồi kìa. Đó, yeah. Đó, nó bắn kìa. Ui, giá gì kìa. Sparta. Anh được. Thằng cuối, bà ca ơi. Đây ô. Anh chạy đặt ung giả. Ê, đặt kem ra. Không sao, vẫn có bắn được. Anh nằm xuống sau một lần. Nó chơi tem up kìa. Em tưởng đâu lia rồi. Đâu người ta tem up đâu. Tem up. Chạy chân à. Chạy chân à. Kêu. Mình tốt kêu cho mọi người. Mình tất tắt. À quên đó mọi người ơi. 100k kim cương là chỉ giao cho 4 người mình thôi, người nào top cao nhất, anh hiểu không? Nhưng mà một mình thôi em con gái thì chắc 100k kim cương sẽ thuộc về em rồi. Nam. Thôi, để về nhà chia. Và bây giờ thì clip của bọn mình cũng đến đây cũng là đã kết thúc rồi. Và các bạn nếu như yêu thích Heavy thì nhớ để lại cho Heavy một lượt đăng ký, lượt like, bật nút chuông lên để mỗi lần bọn mình ra video các bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất. À, và các bạn đừng quên là có thử thách gì hãy nhớ comment với phần nhận xét nữa nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye mọi người. Bye. Ơ, cậu có những bức like kìa. Cho tao thêm một bức like nữa này.